đầu năm mới. Hôm nay thì Ngân Nga mới bắt đầu lên clip đó mọi người. Thì đầu năm mới, Ngân Nga xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay thì nhà Ngân Nga cũng khai trương đầu năm mới, thì mùng 6 cũng đã khai trương rồi nha mọi người. Và thì nhà Ngân Nga cũng có mâm lễ cúng để khai trương. Và Ngân Nga xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và thành công. Hôm nay thì khai trương đầu năm thì ông qua ai trước sẽ là bắt đầu mới làm đế, làm những đôi dép đặc. Đây mọi người. Đó. Ở đây. Đây là làm quay của cái khách đặt. Thì vào mùa 2 Tết thì khách cũng đã điện Ngân Nga và đặt rồi. Và Ngân Nga cũng hứa là vài hôm nữa thì sẽ giao hàng. Và trên bưu điện thì ngày họ làm ngày mùng 4, nhưng mà ngày mùng 6 thì nhà Ngân Nga mới gửi hàng được. Và những cái đôi hàng mà gửi đi đầu năm thì nhà Ngân Nga gửi vào mùng 6 Tết. Ngân Nga gửi đi Tây Ninh. Và gửi đi Tây Ninh là đầu tiên nha mọi người. Đây mọi người ơi, thì hôm nay thì cũng đầu năm, Ngân Nga cũng nhận hai cái đôi dép rọ này là từ hôm mùng 4. Chú ấy gọi từ bữa mùng 3 ngày sau mùng 4 là chú ấy mới kết bạn Zalo với mình. Và chú coi mẫu và hôm nay thì ông bên kia mùng 4 chú cũng chốt hai đôi, một đôi rọ nâu đây mọi người, và một nâu rọ, một đôi rọ đen. Và hai đôi rọ này là một đôi là 285.000 mà mình lấy là 280.000. Thì cái trong này là mình lót bằng da đó, cái lót da, khi mà mình mang cái lót da là không có sợ là nó rã ra, không có sợ nó rớt bột ra gì hết. Rồi cái mặt bọc bằng cái mặt da, khi mà bọc bằng cái mặt da thì mình mang càng ngày da càng lát. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gói rồi mình gửi đi Tây Ninh cho chú đó nha mọi người. Chú đó là ở Tây Ninh. Và trước khi để mình gói đi thì mình lúc nào mình cũng phải làm cho nó kỹ càng hết mọi người. Đó, một đôi nâu kiểu này, một đôi nâu kiểu này, một đôi đen kiểu khác, đôi nâu kiểu khác. Yeah.